bạn đến với kênh Nguyễn Hữu Vlog nhé. Hôm nay mình đi chạy xuân vào ban ngày các bạn. Mình quay cây cảm đi kiểm đồ tết các bạn á. Chào hoa xin công an, công an. Nay mình quay ban ngày cho nó rõ một chút. Mai quá đẹp. Nay là 28 rồi các bạn ạ. Đấy, mọi người đang mua hoa các bạn. Đây mọi thấy mọi người mua hoa để mua cây kiểng để về trưng ngày Tết các bạn. Làm cho ngôi nhà cảnh ngôi nhà đẹp hơn chút. Mai quá trời nữa các bạn. Rồi mai nở nhìn đẹp quá các bạn. Bây giờ giống như một vườn mai vậy các bạn. Đây khúc này hoa giả các bạn ạ. À. 30 triệu. Đây bây giờ mình vô mình lạc vô vườn mai vậy các bạn. Hoa hướng dương là đẹp không các bạn. Sao hoa đào này bữa hỏm bây giờ chưa có bài đã bán hết ta. Thì mình chạy giáp chồng các bạn. Cây mai bự quá các bạn.
pha mầm gà. Hoa giấy quá trời các bạn. Đâu đâu cũng là hoa, đâu đâu cũng là Tết các bạn. Đây là dàn sân khấu để biểu diễn Tết tối nay các bạn. Đây công việc. Đây sân khấu lớn các bạn. Ở đây là ở công viên phường 3 Tân An Long An các bạn. Ở ngoài trước là cổng chợ hoa các bạn. Cổng chợ hoa sưng. Hoa giả các bạn. Cây kiển cây cảnh quá trời các bạn. Chậu chậu nữa các bạn. Đây thấy nhiều người đi mua hoa để mà trưng ngày Tết các bạn. Đấy đó người dân đang lựa hoa để mua về trưng ngày Tết các bạn. Xuân rồng. Đằng trước nữa các bạn. Đó, người ta đang lựa hoa lựa cây kiển để mình mua về trưng trong nhà các bạn. Đó, người ta đang mua, người ta thấy cái cây nó đẹp quá định mua rồi các bạn. Đây, có người đang lựa hoa các bạn. Hoa giấy nữa lại các bạn. Cây còn dài các bạn, mà đó đi bộ chứ lên chạy xe không được, nó có cái bậc thềm cao quá các bạn. Giờ mình chạy ra ngoài đường mình quay các bạn. Đây là hoa cái gì mình không biết luôn nữa. Nhiều cây kiển quá các bạn. Để mình bọc qua khúc cho đêm đi, coi có thể có hoa nữa không các bạn. Mà giờ chưa, không có dọn hàng cho đêm đâu. Rồi giờ có luôn rồi chứ. Bán đồ quá trời đó các bạn. Chuyển qua quần áo luôn rồi. Từ hoa chuyển qua quần áo các bạn.
đây nhiều đồ đẹp quá các bạn ơi. Bên đây cũng còn có kiểu quá trời nè mọi người, là người ta đi chân trước nhà cho đẹp thôi các bạn, chứ không phải là bán các bạn. Đây người dân ta mua hoa về để nó chân các bạn. Lúc này ít người rồi các bạn, chắc tối nay ở đây đông lắm các bạn. Ý là mới có 3 giờ 2 giờ rồi, hay mấy 3 giờ mà quá trời người rồi các bạn. Rồi mai quá trời các bạn, là cây kiển đó các bạn, mới qua chưa ra cổng cho đêm mà đã có hoa quá trời rồi. Trời đêm mà với bán quần áo các bạn, quần áo đồ này nọ đâu các bạn. Nhìn cái kiểu nhìn đẹp quá các bạn. Hoa mồng gà, có cái chậu đó nhiều nữa. Đó, người ta đang bán đồ đó các bạn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ video nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.